đức chúa trời toàn năng phán mọi công tác được thực hiện ngày hôm nay là để con người có thể được làm cho thanh sạch và được thay đổi thông qua sự phán xét và hành phạt bằng lời cũng như thông qua sự tinh luyện con người có thể gột sạch sự bại hoại của mình và được làm cho tinh sạch thay vì xem giai đoạn công tác này là công tác cứu rỗi sẽ thích hợp hơn khi nói đó là công tác làm tinh sạch trên thực tế giai đoạn này là giai đoạn chinh phục cũng như là giai đoạn thứ hai trong công tác cứu rỗi chính nhờ sự phán xét và hành phạt bằng lời mà con người mới đi đến chỗ được đức chúa trời thu phục và thông qua việc dùng lời để tinh luyện phán xét và vạch trần mà mọi điều bất khiết các ý niệm động cơ và khát vọng cá nhân trong lòng con người mới được phơi bày hoàn toàn. Không dễ để con người trở nên nhận thức được tội lỗi của mình. Họ không có cách nào nhận ra bản tính đã thâm căn cố đế của chính mình và họ phải dựa vào sự phán xét bằng lời để đạt được kết quả này. Chỉ như vậy thì con người mới có thể dần dần được thay đổi từ thời điểm này trở đi. Amen. Amen. Lời của Đức Chúa Trời cho thấy Việc Ngài phán xét và hành phạt trong những ngày sau rốt Là dùng lời Ngài mà phán xét, hành phạt, thử luyện và tinh luyện chúng ta Nhằm quá giải sự bại hoại và nhơ bẩn Tẩy sạch tâm tính sa tăng trong ta Hôm nay tôi muốn chia sẻ vài trải nghiệm với mọi người Hay quá Hồi đó tôi đã từng cảm thấy ghen tị Khi thấy anh chị em biểu diễn múa hát ca ngợi Đức Chúa Trời Tôi ước một ngày nào đó có thể lên sân khấu hát và làm chứng cho Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ đó là một vinh dự rất lớn. Và thật sự thì ngày đó nó đã đến sớm hơn tôi tưởng. Tháng 5 năm 2018, tôi tham gia diễn tập chương trình hợp xướng lễ ca của Dương Quốc. Lúc đó, tôi chưa từng học hát hay múa, nên ban đầu việc luyện tập cho chương trình rất khó khăn. Tôi cảm thấy lo lắng vô cùng khi hát mặt tôi cứng đờ ra. Không chỉ vậy đâu, múa thì trật nhịp không theo được. Tuy vậy tôi vẫn không nản. Tôi nghĩ rằng lễ ca của Dương Quốc làm chứng rằng Đức Chúa Trời đang đến và tôi lập tức cảm thấy hứng khởi đến mức cầu nguyện mãi tôi hạ quyết tâm dốc toàn bộ sức lực để múa hát ngài chỉ dẫn tôi từng chút một và sau vài tháng tôi đã bắt kịp mọi thứ thoải mái hơn hẳn tôi còn hướng dẫn mọi người luyện tập biểu cảm nữa tôi cảm thấy thỏa mãn tôi nghĩ rằng bây giờ thì những biểu cảm và động tác của mình thật sự rất đẹp rồi chắc chắn được đứng hàng đầu khi ghi hình biểu diễn cho bà xem và khi các anh chị ở nhà nhìn thấy mình đứng trên đó họ sẽ thấy phấn khởi và vui mừng lắm đây tôi cá là họ cũng sẽ thấy ganh tị và nể mình tôi rất vui khi nghĩ vậy và thấy hứng khởi nữa nó cho tôi nghị lực để thực hiện bổn phận này khi diễn tập chương trình dù có đau nhất mồ hôi nhễ nhại tôi cũng không nghĩ lúc đó tôi sợ rằng nếu như mình chảnh mãn thì không được đứng hàng đầu vậy tôi sẽ không có cơ hội để thể hiện bản thân tôi biết là phải cố gắng hết sức dù khó khăn ra sao khi gần đến ngày quay Vị đạo diễn đã sắp xếp vị trí sân khấu của chúng tôi. Tôi háo hức mở danh sách các diễn viên ra và tìm tên mình. Rất ngạc nhiên, tôi đứng ở hàng số 7. Trong giây lát đó, tôi như không tin vào mắt mình được nữa. Sao tôi bị xếp đứng xa vậy chứ? Đạo diễn có nhầm lẫn gì hay không? Biểu cảm và động tác của tôi đều chính xác mà, thậm chí tôi còn giúp anh chị em tập luyện nữa. Tôi nghĩ rằng mình phải được đứng mấy hàng đầu. Sao tôi lại đứng ở phía sau kia chứ? nếu tôi không được lên hình nếu không có cảnh quay nào có tôi mọi người ở nhà sẽ chẳng thấy tôi đâu cả những suy nghĩ đó khiến tôi vô cùng bực tức trong những buổi diễn tập sau đó tôi không còn tìm thấy niềm vui và năng lượng trong việc múa hát nữa tôi lúc nào cũng ủ rủ hết đặc biệt là khi tôi thấy biểu cảm và động tác của chị em khác chẳng có gì đặc biệt nhưng họ lại đứng ở ba hàng đầu tôi thật sự không thể hiểu nổi họ giỏi hơn tôi ở điểm nào chứ Tại sao họ lại được đứng trước trong khi tôi Phải đứng tuốt ở đằng sau Trong lòng tôi Ngập tràn sự đố kỵ Và cả bất mãn nữa Tôi cũng thấy Có một số anh chị em Tập luyện tốt hơn tôi rất nhiều Còn bị xếp ở phía xa hơn nữa Nhưng mà nhìn họ Vẫn rất bình thản trong các buổi tập Cứ như điều đó chẳng ảnh hưởng gì tới họ vậy Tôi cảm thấy quan mang Dù đứng ở phía sau Họ vẫn tuân thủ và tích cực thực hiện bổn phận Vậy tại sao tôi lại khó khăn vậy? Sao tôi không thể tuân theo? Tôi có đang vô lý quá không? Lúc đó tôi cũng có chút ăn năn hối lỗi, nhưng mà tôi chẳng truy cầu lẽ thật hay phản tỉnh gì, tôi vẫn không thể nào nguôi ngoai về vị trí của bản thân mình. Vài ngày sau đó, đạo diễn đã có vài thay đổi trong đội hình. Tôi mừng thầm trong bụng và tự hỏi, liệu mình có được chuyển lên hàng trước hay không? Nhưng khi thấy kết quả, tôi thực sự rất muốn khóc. Có chuyện gì vậy? tôi bị xếp ở hàng cuối cùng và đứng ở một góc rất khuất nơi máy quay khó mà lia tới điều làm tôi thấy khó tin hơn đó là một vài chị em chưa tập luyện được bao lâu lại được xếp lên trước tôi tôi cảm thấy rối ren vô cùng và mất cân bằng nữa tôi đã tập luyện các biểu cảm và động tác rất chăm chỉ để mình có thể được lên hình vậy tại sao tôi lại bị nhét vào một góc khuất chứ không có lấy một chút cơ may nào để được lên hình tôi thà là làm món đạo cụ còn hơn nếu là như vậy thì tôi còn tham gia chương trình làm gì? Nếu biết trước như vậy, tôi đã không cần tập luyện chăm chỉ làm gì. Tôi cảm thấy đất trời sụp đổ và không chấp nhận sự thật này một chút nào. Và rồi, vài ngày tập luyện sau đó, tôi đã bị bong gân. Tôi nghĩ vì bị bong gân nên bây giờ mình có thể nghỉ ngơi rồi, chẳng cần bầm dập mỗi ngày làm gì nữa. Dù sao mình cũng đứng phía sau và chẳng ai thấy được hết tập nhiều như vậy để làm gì tôi bắt đầu đến muộn và về sớm và khi buổi tập nặng dần tôi sẽ ngồi nghỉ trong cánh gà nhìn thấy tôi như vậy và chị em đã nhắc nhở tôi chúng ta sắp ghi hình rồi đó nếu không dành mấy ngày này tập luyện chị sẽ bị lệch nhịp với mọi người cho mà xem chúng ta không thể lề mề được đúng đó đúng, đúng đó. đó phải sau khi nghe xong tôi cũng thấy buồn và hơi áy náy tôi biết hai mươi ngày nữa chúng tôi sẽ ghi hình nếu tôi không chăm chỉ diễn tập thì toàn bộ dự án sẽ bị trì trệ tôi sẽ gây ra một sự xáo trộn bỗng nhiên tôi cảm thấy sợ sao tôi có thể sa đọa tới vậy chứ sau khi ngẫm lại thì tôi mới nhận ra rằng tôi liên tục kiếm cớ và chống đối đánh mất động lực thực hiện bổn phận kể từ khi bị xếp ở phía sau và không có cơ hội để thể hiện bản thân mình tôi chỉ đang làm một cách hời hợt cho có tôi đang phản kháng và chống đối đức chúa trời ừ, phải đó đúng vậy hiện tại chỗ bông gân của tôi ngày một nặng hơn có thể là đức chúa trời đang sửa dạy tôi nếu tôi cứ chống đối như vậy chưa nói đến có được lên hình không tôi còn chẳng thể bước lên sân khấu thậm chí còn đánh mất bổn phận của mình vào tối hôm đó trong sự đau đớn và ăn năn tôi quỳ cầu xin đức chúa trời lạy đức chúa trời vào lúc này đây con thực sự buồn khổ vì bị xếp đứng ở phía sau và con đã không thể dân phục thường xuyên kêu ca và thực hiện bổn phận một cách tệ hại hời hợt vô cùng con biết mình đang bội nghịch với ngài và khiến ngài thất vọng xin ngài hãy dẫn dắt con ra khỏi tình trạng này sau đó tôi đọc những lời này của đức chúa trời ngay khi động chạm đến vị trí thể diện hay danh tiếng thì lòng mọi người lại sụp sôi kỳ vọng mỗi người các ngươi luôn muốn nổi bật nổi tiếng và được công nhận không nhượng bộ luôn tranh giành dù tranh giành là đáng xấu hổ và không được phép trong nhà Đức Chúa Trời, nhưng không tranh giành ngươi vẫn không hài lòng. Khi ngươi thấy ai đó nổi bật, ngươi ghen tị, ngươi ganh ghét và rằng điều đó thật bất công. Tại sao tôi không thể nổi bật? Tại sao luôn luôn là người đó nổi bật mà không bao giờ đến lượt tôi? Sau đó ngươi cảm thấy oán giận. Ngươi cố gắng kiềm nén nó nhưng ngươi không thể. Ngươi nguyện cầu Đức Chúa Trời và cảm thấy tốt hơn một lúc. Nhưng khi ngươi gặp lại tình huống này, ngươi không thể vượt qua nó chẳng phải nó thể hiện vóc dạc chưa chín chắn sao việc một người rơi vào những tình trạng như vậy chẳng phải là một cái bẫy sao đây là xiềng xích của bản tính hư hoại của sa tăng trói buộc con người nếu một người đã loại bỏ những tâm tính bại hoại này chẳng phải họ đã tự do và được giải thoát sao hãy suy xét điều này con người nên có những dạng thay đổi nào nếu họ muốn kiềm chế không bị mắc bẫy trong những tình cảnh này có thể giải thoát mình khỏi chúng và được giải thoát khỏi những điều phiền toái này con người phải đạt được gì trước khi họ thật sự có thể được tự do và giải thoát? Một mặt, họ phải nhìn thấu sự việc. Sự nổi tiếng, địa vị chỉ là công cụ để sa tăng làm bại hoại con người, gài bẫy họ, làm hại họ và khiến họ ngày càng suy đồi hơn. Về lý, trước hết người phải có sự hiểu biết rõ về điều này. Hơn nữa, người phải học cách buông bỏ những điều này và gạt chúng sang một bên. Nếu không, người càng đấu tranh, bóng tối càng vây và người sẽ càng thấy ghen tị và ganh ghét và tham muốn đạt được của ngươi sẽ càng mạnh mẽ hơn. Tham muốn càng mạnh mẽ, càng ít khả năng làm được, đạt được càng ít thì càng ganh ghét. Càng ghét, lòng ngươi sẽ trở nên tối tâm. Ngươi càng tối tâm thì ngươi thực hiện bổn phận càng kém. Ngươi thực hiện bổn phận càng kém thì ngươi sẽ càng ít hữu ích. Đây là một vòng luẩn quẩn liên kết với nhau. Nếu như ngươi không bao giờ có thể thi hành tốt bổn phận của mình, thì dần dần ngươi sẽ bị loại trừ. Amen. Amen. Amen điều này đã khiến tôi hoàn toàn thức tỉnh lời của đức chúa trời đã phơi bày chính xác tình trạng của tôi sau khi tham gia vào đội hợp xướng tôi thấy mình càng ngày càng quen việc và còn hướng dẫn những người khác tập luyện biểu cảm nữa tôi bắt đầu cảm thấy mình biểu diễn tốt hơn họ và tôi sẽ được đứng hàng đầu khi ghi hình nghĩ đến việc được thể hiện khi lên hình tôi ngập tràn năng lượng thực hiện bổn phận tôi chăm chỉ tập đến khi kiệt sức tập trung vào luyện các biểu cảm và động tác nhưng khi vị trí của tôi cuối cùng lại ở rất xa phía sau hy vọng được thể hiện của tôi hoàn toàn tan dở tôi miễn cưỡng trước những sự sắp xếp của đạo diễn và không chịu công nhận những người đứng ở phía trước tôi ghen tị với họ tôi đã hiểu sai và kêu ca tôi thấy không công bằng chút nào hết tôi cố tranh luận và đấu tranh với đức chúa trời trở nên tiêu cực bê trễ khi thực hiện bổn phận tôi thậm chí còn thấy tiếc công sức mà mình đã tập luyện khi ngẫm lại những động cơ và hành vi của mình tôi thấy mình không hề cân nhắc tới ý của đức chúa trời khi thực hiện bổn phận hay làm chứng cho ngài thay vào đó tôi chỉ muốn có cơ hội tỏa sáng nổi bật để người khác nể trọng mình như vậy chẳng phải tôi đang đấu tranh vì danh lợi của bản thân mình hay sao ờ phải đó tôi thật ích kỷ và đáng khinh có cơ hội được tham gia đội hợp xướng là do đức chúa trời nâng đỡ tôi nhưng tôi lại gạt đi lương tâm và lý trí tôi không hề nghĩ về cách làm tròn bổn phận và thỏa mãn đức chúa trời thay vào đó tôi chỉ đấu tranh để khoe mẻ tôi buồn rầu và kêu ca khi không được thể hiện mình càng ngày tâm hồn tôi càng tăm tối cuối cùng tôi thực hiện bổn phận hời hợt và điều này khiến đức chúa trời ghê tởm chẳng phải tôi đã rơi vào lưới của sa tăng sao tôi nghĩ về các anh chị em đang thực hiện bổn phận phía sau hậu trường những người còn chẳng được lên sân khấu nhưng họ vẫn luôn làm việc chăm chỉ mà không hề kêu ca và trung thành với bổn phận của mình nếu so sánh với các anh chị em này thì tôi chẳng là gì hết tôi cảm thấy mình chẳng biết phân biệt đúng sai và thấy tôi đang mắc nợ đức chúa trời tôi không muốn cứ mãi nổi loạn tôi muốn hối cả với đức chúa trời amen tạ ơn đức chúa, chúa trời. trời sau đó tôi đọc những lời này từ đức chúa trời người phải học cách buông bỏ chúng và gạt sang một bên để tiến cử người khác và cho phép họ được nổi bật đừng đấu tranh hoặc vội vàng tận dụng thời cơ để được nổi bật được vinh hiển người nhất định phải học cách lùi lại nhưng không được trì hoãn việc thực hiện bổn phận hãy là một người làm việc trong thầm lặng là người không khoe khoang với người khác trong khi thực hiện bổn phận Ngươi càng buông bỏ thanh thế và địa vị của mình và ngươi càng buông bỏ lợi ích của bản thân mình, thì ngươi sẽ càng trở nên bình yên và càng có nhiều không gian sẽ mở ra trong lòng ngươi và tình trạng của ngươi sẽ càng được cải thiện. Ngươi càng đấu tranh và cạnh tranh, tình trạng của ngươi sẽ càng tối tăm hơn. Không tin ngươi hãy thử xem. Nếu ngươi muốn xoay chuyển loại tình trạng này và không bị kiểm soát bởi những điều này nữa, thì trước tiên ngươi phải gạt sang một bên và từ bỏ chúng. Amen. Amen. Lời của Đức Chúa Trời đã cho tôi con đường thực hành. Mỗi khi tôi muốn thể hiện bản thân, tôi phải cầu Đức Chúa Trời và từ bỏ bản thân, buông bỏ những ham muốn của mình. Và nghĩ nhiều hơn về cách thực hiện bổn phận sao cho đúng yêu cầu của Đức Chúa Trời, tập các động tác thật chuẩn và hát thật hay. Đây chính là điều mà tôi cần làm. Amen. Tạ ơn Đức Chúa Trời. Tôi nhận ra, cơ hội được tham gia lễ ca của Dương Quốc chính là thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo cho dù tôi đứng phía trước hay là phía sau. Đức Chúa Trời không dựa vào vị trí đứng trong đội hình để quyết định một người có tận tụy với bổn phận hay không, mà dựa vào sự ngay thật của họ, xem họ có thực hành lễ thật và dân phục Đức Chúa Trời không. Tạ ơn đức, đức Chúa, Chúa Amen. Trời. Amen. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều sau khi hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời và tôi cầu nguyện. Lạy Đức Chúa Trời, con không muốn chống đối Ngài nữa, dù vị trí của con ở đâu, dù là đứng ở hàng sau cùng, không có ai nhìn thấy, con vẫn muốn làm tròn bổn phận để thỏa mãn Ngài. Tạ ơn Đức Chúa Amen. Trời trong các buổi tập sau đó tôi luôn đứng ở hai hàng cuối cũng có đôi khi tôi suy nghĩ nếu vậy mình sẽ không bao giờ được lên hình rằng sẽ không một ai ngưỡng mộ tôi và tôi cảm thấy hơi thất vọng nhưng tôi mau chóng cầu đức chúa trời và xin ngài giúp tôi yên lòng tiếp theo đó tôi lại suy nghĩ về cách bày tỏ những điều đức chúa trời yêu cầu trong từng câu hát và làm thế nào để múa thật đầy năng lượng theo vũ đạo khi bắt đầu đặt tâm quyết vào những việc này tôi thấy mình đang rất gần đức chúa trời và không quan tâm mình đứng ở đâu nữa. tạ đức, đức chúa trời. trời. thật đáng kinh ngạc. càng gần đến ngày quay, thì tôi lại càng được chuyển dần lên vị trí phía trước và thậm chí tôi còn được giao thêm vài cảnh nhỏ nữa. tôi cảm tạ đức chúa trời đã cho mình cơ hội tập luyện. trong suốt những ngày chúng tôi ghi hình, tôi luôn tâm niệm một lòng tri ân. với mỗi lượt quay, tôi tập trung cố gắng hết sức mình để không phải hối tiếc trong bổn phận của mình. amen. amen. Không ngờ là tới lượt quay cuối cùng Tôi lại được xếp lên hàng đầu Đứng rất gần với ống kính Tôi không thể nào tin nổi Đây quả là một dinh dự dành cho tôi Tôi không ngừng cảm tạ Đức Chúa Trời Và quyết tâm làm cho thật tốt Ngay khi mà tôi đang sung sướng bước lên hàng đầu Tất cả mọi ánh đèn đều rọi vào tôi Các ống kính cũng vậy Một người em chạy tới chỉnh phục trang Dậm lại lớp trang điểm Và sửa lại tóc cho tôi Đột nhiên tôi cảm giác như mình là tâm điểm của sự chú ý Rằng mọi người đều đang nhìn tôi Và tôi không thể kìm nén được sự hào hứng của mình Trong mơ tôi cũng không dám tưởng tượng Mình lại được đứng ở hàng đầu Nếu quá trình ghi hình thuận lợi Tôi nghĩ rất nhiều người sẽ thấy tôi Và tôi chắc chắn mình sẽ có chút tiếng tâm Suy nghĩ đó lớn dần trong tôi Loại cảm giác này thật khó mà diễn tả lắm Đúng lúc đó Tôi bỗng nhận ra mình Đang suy nghĩ không đúng đắn và rằng tôi lại đang muốn khoe mẽ tôi lập tức cầu đức chúa trời và từ bỏ bản thân nhưng mà tôi vẫn không thể nào nén nổi suy nghĩ lệch lạc đó và không thể giữ được bình tĩnh chúng tôi quay hai ba lượt liền nhau nhưng tôi không tập trung sau đó đạo diễn nhắc chúng tôi sẵn sàng chuẩn bị tinh thần tôi lại bắt đầu cảm thấy lo lắng đạo diễn đã thấy biểu cảm của tôi không tốt và đã xếp tôi đứng phía sau tôi lo là mình sẽ lại đánh mất cơ hội thể hiện nhưng tôi chợt nhận ra mình không nên chỉ nghĩ về quyền lợi bản thân và tôi phải tập trung chỉnh đốn lại tinh thần để thực hiện bổn phận cho tốt trong người tôi đang có một cuộc chiến đấu nội tâm giữa việc muốn thực hiện tốt bổn phận và nỗi lo mất cơ hội thể hiện bản thân mình kết quả là nó khiến tôi vô cùng lo lắng chúng tôi quay liền năm lượt nhưng tôi vẫn không tập trung nổi và nhìn tôi cứng đờ ra tiếp theo đó tôi thấy những chị em khác đều đang hào hứng trò chuyện về những điều học được sau buổi quay vài người còn xúc động đến phát khóc nhưng tôi vẫn không thể sốc lại tinh thần. Lúc đó tôi cảm thấy chán nản vô cùng và nhanh chóng rời khỏi chỗ đó. Khi trở lại, tôi cảm thấy thật tội lỗi vì trong lúc ghi hình đã biểu diễn không được tốt cho lắm. Tất cả những người khác đều dân Đức Chúa Trời những tấm lòng hết sức thành thật và nụ cười trong sáng. Còn tôi thì cứ ám ảnh với việc thể hiện bản thân mình thôi. Màn biểu diễn của tôi không đủ tốt để làm chứng cho Đức Chúa Trời và đức chúa trời cũng không ưng thuận bổn phận của tôi lúc đó tôi thực sự muốn khóc lên thật to tôi nói với đức chúa trời lạy đức chúa trời con rất hối hận về cảnh quay vừa rồi con thật sự không muốn khoe mẽ nữa con chỉ muốn đứng ở phía sau sân khấu mà thôi trong một góc mà không ai nhìn thấy thậm chí là ống kính cũng không lia tới được miễn là con có một tấm lòng vô cùng giản đơn và trung thực để hát cho ngài nghe mà thôi con sẽ cảm thấy hạnh phúc và bình yên lắm và không bao giờ cảm thấy cắn rứt nữa đúng đó nhưng bây giờ đã quá muộn rồi con không thể bù đắp cho những gì mà con đang nợ ngài càng nghĩ tôi càng đau khổ cảm giác vô cùng hối hận về cách thực hiện bổn phận của mình tôi bình tâm lại và bắt đầu ngẫm nghĩ tại sao ham muốn được nổi bật và thể hiện của mình lại mạnh mẽ như vậy đến nỗi việc từ bỏ xác thịt và thực hành lẽ thật lại khó đến thế chứ tôi lại đọc những lời của đức chúa trời những gì ngươi thích những gì ngươi chú trọng những gì ngươi thờ phượng những gì ngươi thèm muốn và những gì ngươi nghĩ đến trong lòng mình mỗi ngày đều đại diện cho bản tính của ngươi nó đủ để chứng minh một điều rằng bản tính của ngươi là thích sự bất chính và trong những tình huống nghiêm trọng bản tính của ngươi tà ác và vô phương cứu chữa ngươi nên phân tích bản tính mình theo cách này là ngươi phải tự xem xét xem bản thân mình thích gì và từ bỏ gì trong cuộc sống ngươi có thể tốt với ai đó trong một thời gian nhưng điều này không chứng tỏ rằng ngươi thích họ điều mà ngươi thật sự thích chính là điều trong bản tính của ngươi ngay cả khi xưa ngươi gãy ra ngươi vẫn sẽ vui thích và không bao giờ từ bỏ nó điều này không dễ thay đổi ngoài việc khám phá điều con người thích trong bản tính họ những khía cạnh khác gắn liền với bản tính của họ cũng cần được khám phá ví dụ những quan điểm về các sự việc những phương pháp và mục tiêu trong cuộc sống những giá trị sống và quan điểm sống của con người là gì cũng như những suy nghĩ quan điểm về mọi việc liên quan đến lẽ thật đây đều là những điều sâu thẳm trong tâm hồn con người và chúng có mối quan hệ trực tiếp với sự cải hóa tâm tính amen. amen những lời của đức chúa trời giúp tôi hiểu rằng suy nghĩ ý muốn và mưu cầu của mỗi con người chúng ta đều xuất phát từ bản tính mà ra và cũng bị điều khiển bởi bản tính của chúng ta đúng vậy rồi tôi tự hỏi tôi đã tập trung và tìm kiếm điều gì trong suốt thời gian thực hiện bổn phận này đây khi vị trí của tôi dần dần được chuyển lên hàng phía trước và tôi được lên hình ngày càng nhiều tôi thường nghĩ rằng cuối cùng mình đã có cơ hội được đứng đầu và trở thành tâm điểm cho người khác ghen tị và nể trọng đặc biệt là trong cảnh quay cuối khi tôi được đứng ở hàng đầu tôi cảm thấy mình giống như là một ngôi sao vậy nó là một thành tựu lớn đến nỗi tôi không thể nào kìm nén ham muốn khoe mẻ thể hiện bản thân mình biểu hiện thật tốt khi đứng trước ống kính để gây bất ngờ cho các anh chị em quen biết tôi và cho bản thân một ký ức tuyệt vời không thể phai nhạt tôi thấy mình đã quá coi trọng danh lợi rồi và nó đã quá ăn sâu vào tâm can tôi trở thành bản tính của chính tôi sau đó tôi đọc đoạn này trong những lời của đức chúa trời tâm tính sa tăng bại hoại, ăn rất sâu ở trong con người, trở thành cuộc sống của họ. Chính xác là con người, tìm kiếm gì và mong ước đạt được gì. Dưới thế lực lèo lái của một tâm tính sa tăng bại hoại, những lý tưởng, hy vọng, tham vọng, mục tiêu và phương hướng sống của con người là gì? Chúng không trái với những điều tích cực sao? Trước hết, con người luôn muốn được biết đến, người nổi tiếng, họ ao ước đạt được tiếng tâm và uy tín, mang vinh dự về cho tổ tiên đây có là những điều tích cực không những điều này không hề phù hợp với những điều tích cực hơn nữa chúng trái với luật pháp của việc đức chúa trời có quyền thống trị vận mệnh của nhân loại tại sao ta nói điều đó đức chúa trời muốn dạng người gì ngài có muốn một người vĩ đại người nổi tiếng một người quý phái hay người làm chấn động thế giới không không vậy thì đức chúa trời muốn dạng người gì chứ ngài muốn người thực tế cố sống đủ tư cách loài thọ tạo của ngài người có thể thực hiện bổn phận của một tạo vật và có thể giữ vị trí của con người người luôn tìm kiếm sự vĩ đại tìm kiếm sự cao quý và tìm kiếm phẩm cách người luôn tìm kiếm sự tán tụng đức chúa trời cảm thấy sao khi nhìn thấy điều này ngài ghê tởm nó không muốn nhìn đến ngươi càng theo đuổi những thứ như sự vĩ đại sự cao quý và việc vượt trội người khác đặc biệt hơn người khác nổi trội đáng chú ý đức chúa trời càng thấy kinh tởm đừng khiến đức chúa trời thấy kinh tởm Vậy làm sao để đạt được điều này? Bằng cách làm việc theo cách thực tế, đồng thời đứng ở vị trí con người. Đừng mơ vẫn vơ. Đừng tìm kiếm sự nổi tiếng hay nổi bật hơn người. Cũng đừng cố gắng là một người vĩ đại, người cao hơn, giữa mọi người và khiến những người khác thờ phượng họ. Đó là con đường sa tăng đi. Đức Chúa Trời không muốn những tạo vật như vậy. Nếu cuối cùng khi công tác của Đức Chúa Trời đã xong, vẫn có những người theo đuổi những thứ này, thì chỉ có một kết cục cho họ là bị loại bỏ. Amen. Amen. lời của đức chúa trời đúng là hồi chuông cảnh tỉnh cho tôi tôi ngẫm lại lý do vì sao tôi muốn khoe mẽ vì sao tôi phù phiếm đến vậy là do tôi bị sa tăng giáo quấn và làm cho bại hoại những sự độc hại như nên người xuất chúng rạng danh tiên tổ hay người dương đến tầm cao nước chảy về chốn thấp đã thực sự ngấm vào trong tôi khiến tôi lại có một cái nhìn sai lệch về cuộc sống tôi coi việc tìm kiếm danh lợi hay sống tốt hơn người khác là những điều tích cực tôi đã coi chúng là mục tiêu sống cho dù đang làm gì thì tôi cũng đều muốn khoe mẽ để những người khác nể trọng và ghen tị với mình tôi nghĩ làm vậy sẽ giúp tôi sống tốt hơn người khác như vậy thật danh giá thói ham mê danh lợi đó đã trở thành bản tính của tôi tôi lại nghĩ về việc trước đây ở trường tôi đã luôn muốn nổi trội và mỗi khi tôi tương tác với những người khác tôi luôn muốn vượt qua người khác và được mọi người chú ý đến mỗi lần có người bắt đầu chú ý đến tôi tôi lại thấy vô cùng thỏa mãn khi không được chú ý hoặc không có dây dế gì trong đội nhóm, thì tôi không thể chịu đựng nổi. Tôi muốn đấu tranh để có một chỗ đứng. Và nếu thất bại, tôi sẽ rất đau khổ. Tôi luôn sống với những sự độc hại sa tăng kiểu này và luôn muốn người khác nể trọng mình. Những điều đó giống như gông cùng trói buộc vậy. Nó đã điều khiển những suy nghĩ của tôi, khiến tôi coi việc ghi hình nhằm làm chứng cho Đức Chúa Trời như sân khấu của riêng mình để tha hồ thể hiện. Tôi coi việc thực hiện bổn phận như một bể phóng để thỏa mãn ham muốn cá nhân trong tôi chẳng có gì ngoài ham muốn nổi bật tỏa sáng tôi chẳng buồn nghĩ đến cách làm tròn bổn phận hay thỏa mãn đức chúa trời tôi thấy với sự độc hại và tâm tính sa tăng chưa được quá giải của mình không những không làm tròn bổn phận và thỏa mãn đức chúa trời mà cuối cùng tôi sẽ bị đức chúa trời loại bỏ vì đã nổi loạn và chống đối ngài sau đó tôi lại đọc được đoạn này Điều Đức Chúa Trời yêu cầu không phải khả năng hoàn thành một cơ số nhiệm vụ hoặc làm được việc vĩ đại, cũng không cần họ đi tiên phong trong bất kỳ việc vĩ đại nào. Điều Ngài muốn là con người có thể làm tất cả những gì có thể theo một cách thực tế và sống theo lời của Ngài. Ngài không cần ngươi trở nên vĩ đại, không cần ngươi trở nên đáng kính, cũng không cần ngươi mang đến điều thần diệu. Cũng không muốn thấy bất kỳ sự ngạc nhiên thú vị nào nơi ngươi. Ngài không cần những thứ ấy những gì đức chúa trời cần là ngươi lắng nghe lời ngài khi ngươi đã nghe thì khắc ghi vào lòng và thực hành theo cách thực tế phù hợp với lời của đức chúa trời để lời ngài có thể trở thành những gì ngươi sống bày tỏ ra và trở thành sự sống của ngươi như thế đức chúa trời sẽ hài lòng amen, amen. tôi thấy ý đức chúa trời muốn chúng ta mưu cầu lẽ thật và trở thành những người hoàn toàn thật thà để dân phục sự an bài của ngài và dốc hết tâm sức thực hiện bổn phận của mình làm việc vì những mục tiêu đó sẽ khiến ngài thỏa mãn Trước đây tôi không hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời, mà chỉ biết mưu cầu danh tiếng và địa vị. Kết quả là tôi không thể làm tốt bổn phận và khiến Đức Chúa Trời thất vọng. Tôi đã quá bại hoại nhưng Ngài vẫn không từ bỏ tôi. Hết lần này tới lần khác, Ngài phơi bày những lầm lạc của tôi bằng cách đổi vị trí của tôi trên sân khấu để tôi có thể thấy bản tính sa tăng bại hoại của mình, biết quay đầu và thay đổi. Tình yêu của Đức Chúa Trời khiến tôi thật sự xúc động. Tôi cầu nguyện tới Ngài. Lạy Đức Chúa Trời, bây giờ con không còn muốn nổi bật hay được nể trọng nữa. Những mưu cầu đó chỉ đem lại cho con những sự đau khổ mà thôi. Khiến con không tròn bổn phận và thỏa mãn ngài, khiến con cảm thấy tội lỗi. Kể từ bây giờ, con chỉ muốn thực hành theo những lời của ngài. Bất kể vị trí của con ở đâu, dù con có được thể hiện hay không, con chỉ muốn được hát ngợi ca ngài với một tấm lòng thật tâm dân phục ngài và làm tròn bổn phận nhằm thỏa mãn ngài. Amen. Trong những cảnh quay lại sau đó, có lúc tôi được xếp đứng ở phía sau có lúc lại được chuyển lên phía trước và cũng có lúc tôi được gọi đến buổi diễn tập nhưng không phải để ghi hình tất cả những điều đó khiến cảm xúc của tôi bị ảnh hưởng nhưng tôi vẫn buông được ham muốn cá nhân bằng cách đọc những lời của đức chúa trời để ngài giúp tôi chế ngự tâm tư của mình đôi khi tôi thấy vài chị em bị ảnh hưởng khi vị trí của họ bị thay đổi và họ không thực hiện tốt bổn phận tôi tìm vài lời của đức chúa trời có liên quan tới việc đó và kết nối với trải nghiệm bản thân để giúp đỡ họ thực hiện bổn phận của mình theo cách đó thực sự khiến tôi nhẹ nhõm và cảm thấy thật ý nghĩa đúng vậy sau đó đạo diễn đã kêu tôi chuyển lên hàng đầu lần nữa nhưng tôi không hề cố thể hiện như trước tôi cảm thấy việc được ghi hình là một trách nhiệm của mình rằng đó chính là một chứng ngôn tôi tập trung hát thật hay và thực hiện bổn phận đúng mực Amen. Amen. tôi nhớ một cảnh quay khi tôi đứng ở phía sau cùng chúng tôi đã hát câu hãy dâng cao ngọn cờ chiến thắng tới chúc mừng đức chúa trời hãy hát vang lên khúc khải hoàng chiến thắng để truyền tụng tên thánh của Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ về việc tôi đã bị sa tăng làm bại hoại, luôn tìm kiếm danh lợi và địa vị và đã thất bại khi thực hiện bổn phận của mình, khiến cho Đức Chúa Trời tổn thương. Ừ, phải. Hôm đó, tôi cảm thấy mình cần ngợi ca Đức Chúa Trời từ tận đáy lòng, kính dâng lên ngài bài hát hay nhất, để sa tăng phải thấy hổ thẹn và thất bại. Hay lắm, hay quá. Khi tôi hát ngợi ca Đức Chúa Trời ở trên sân khấu, với thái độ vô cùng thành tâm đó, tôi cảm nhận được sự bình yên và vui thích mà tôi chưa bao giờ trải qua. Tôi cũng có cảm giác đầy tự hào và công chính. Không lâu sau lễ ca của Dương Quốc tác phẩm hợp xướng quy mô lớn được đăng lên các trang mạng tất cả anh chị em chúng tôi đều hào hứng xem đoạn phim. Khi chứng kiến thật nhiều người được Đức Chúa trời chọn đứng trước ngọn núi cây dầu tự hào hát giang muôn người đang quan hô chúa muôn người đang ca ngợi đức Chúa trời. Điều đó thực sự đã lay động tôi tôi xúc động đến mức không thể kìm nổi những giọt nước mắt biết ơn tạ ơn đức chúa trời nghĩ lại tất cả những chuyện đã xảy ra từ lúc tôi bị ảnh hưởng bởi vị trí đứng đến nỗi không thể đặt tâm quyết vào việc thực hiện bổn phận cho đến khi tôi không còn động lòng trước danh lợi và địa vị nữa cho dù vị trí của tôi ở phía trước hay phía sau thì chỉ cần đặt bản thân vào vị trí của một loài thọ tạo ca hát hết mình và làm chứng cho đức chúa trời tất cả đều là trái ngọt từ công việc của đức chúa trời trong tôi tạo ra được tạo ra được cái chương trình rất